Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Để chứng minh liệu Bi sẽ thành công như thế nào thì điều này sẽ rất khó để đoán định. Nhưng cách đây rất lâu thì mình đã đọc được một cuốn sách mang tên là Xây dựng để trường tồn, vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều công ty đặt làm kim chỉ nam cũng như rất nhiều những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đồng ý với những nguyên tắc được nêu ra trong cuốn sách này và trở thành một trong những cuốn sách bestseller trên toàn thế giới với 7 nguyên tắc tiên quyết giúp cho các công ty đã thành công trở nên trường tồn. Nên nhớ, hành trình của một công ty nó không phải chỉ dừng lại ở mức thành công trong 10 năm rồi tan biến, mà là duy trì và phát triển trong hàng trăm năm. Và trong cuốn sách này chính là nêu ra những nguyên tắc của những công ty đã tồn tại cả hàng trăm năm. Và mình đã thử ướm liệu những quy tắc được nêu ra trong cuốn sách này có phù hợp với tôn chỉ của Bi Network hay không. Bởi vì tầm nhìn và sứ mệnh của Bi Network cũng mong muốn Bi Network trở thành một đồng tiền mã hóa phổ biến nhất trên thế giới. Có nghĩa là họ muốn không chỉ dừng lại ở việc Bi sẽ phát triển mà còn là trường tồn trong lâu dài. Và mình đã thử ướm xem thử 7 điều được nêu trong cuốn sách Xây dựng để trường tồn đó có giống với những gì mà Bi Network đang, đã và sẽ làm hay không. Và bởi vì nếu như giống thì Bi Network cũng đang xây dựng chính mình trở thành một dự án trường tồn, phát triển vượt thời gian, và chúng ta có đủ tự tin để tin vào tương lai tươi sáng của Bi Network. Và nếu như bạn muốn biết điều đó thì hãy cùng mình xem hết video này nha. Trước tiên thì mình muốn nói lý do tại sao mình lại chọn cuốn sách này. Bởi vì cuốn sách này là một cuốn sách vô cùng uy tín. Về tác giả thì người viết cuốn sách này là Jim Collins, vừa là người học vừa là người dạy tại những công ty vĩ đại và trường tồn luôn. Ông học tập và nghiên cứu cũng như giảng dạy cách thức của các công ty này tăng trưởng, đạt thành tích cao, chuyển mình và nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại. Và ông cũng chính là người tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Từ Tốt Đến Vĩ Đại, Good to Great, mà những bạn nào hay đọc sách hoặc là từng hiểu về kinh doanh thì sẽ biết được những cuốn sách này, cùng rất nhiều bài viết trên tạp chí Fortune này, The Economist, USA Today và Harvard Business Review. Và tác giả thứ hai là Jerry Burris, là giáo sư về hành vi và thay đổi trong các trường tổ chức, cũng thuộc trường đại học Stanford, nơi mà tiến sĩ Nicholas đã từng giảng dạy luôn. Ở đây thì ông là phó chủ nhiệm phụ trách dạy học thuật, giảng dạy thường xuyên về giáo dục quản trị. Còn về cuốn sách Xây dựng để trường tồn thì có một cuốn sách cũng chính tác giả Jim Collins viết, cũng vô cùng nổi tiếng, mang tên là Từ Tốt Đến Vĩ Đại, là hai cuốn sách kinh doanh nằm trong danh mục sách bán chạy nhất trên trang Amazon trong gần 10 năm qua, với hàng triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Thì cái cuốn Từ Tốt Đến Vĩ Đại thì nói về cách để chuyển từ kết quả tốt đến kết quả vĩ đại, còn cuốn Xây Dựng Để Trường Tồn mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay là chuyển từ kết quả vĩ đại thành công ty vĩ đại và trường tồn theo thời gian. Trước tiên thì chúng ta nói về cái cụm từ trường tồn đi. Xây dựng để trường tồn nói về những công ty vĩ đại và tồn tại được lâu đời, được biết đấy như là những công ty trường tồn và phát triển trong một thời gian dài qua nhiều vòng đời sản phẩm và các thế hệ lãnh đạo. Và đây chính là 6 năm nghiên cứu của tác giả với 7 nguyên tắc vĩnh cửu của những công ty trường tồn, bao gồm 7 nguyên tắc như sau. Thứ nhất là hãy tạo ra thời gian mà không chạy theo nó. Thứ hai là hãy thực hiện với từ và nói không với từ hoặc. Thứ ba là vượt qua cả lợi nhuận. Thứ tư là nói đi đâu với làm. Thứ năm là giữ lý tưởng chủ đạo trong tiến trình phát triển. Thứ sáu là quy trình không kết thúc. Và nguyên tắc thứ bảy là xây dựng tầm nhìn. Và tất nhiên thì 7 nguyên tắc này được viết và trải dài trên toàn bộ cuốn sách, và mình cũng không thể nào mà chia sẻ từng ví dụ một trong 7 nguyên tắc này, nhưng mình sẽ gói gọn lại 7 nguyên tắc đó để ướm thử với Bi Network. Thứ nhất đó là tạo ra thời gian và không phải chạy theo nó. Nói về nguyên tắc này thì những công ty trường tồn không được thành lập trên những ý tưởng xuất sắc hay những nhà lãnh đạo xuất chúng. Những bí ẩn được truyền tụng trong các trường dạy kinh doanh, suy nghĩ thông thường và những công ty chạy theo thời gian. Thay vào đó, những người tạo ra thời gian tập trung vào việc củng cố tổ chức này, bước đi kiên quyết tại một thời điểm, trong khi những lãnh đạo của họ tập trung vào việc thiết kế và đảm bảo cho một tổ chức trường tồn hơn là xây dựng chúng thành những bản sao lớn hơn của cá nhân của những lãnh đạo cấp cao và uy tín. Và ướm vào Bi Network thì bây giờ bạn đã hiểu lý do tại sao Bi Network họ chỉ tập trung vào việc chuẩn bị dự án thật kỹ từng chút một, đi từng bước chắc chắn theo kế hoạch đã đề ra. Họ không thay đổi tầm nhìn và mục tiêu của mình, dù cho rất nhiều anti-fan họ chê trách này, thậm chí nhiều người đào Bi cũng hối thúc dự án, hay Bi Network cũng hay nhận được những lời tiêu cực từ cánh báo chí truyền thông. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Bi Network chưa bao giờ lên tiếng và cũng không biện hộ, mà chỉ tập trung vào mục tiêu phát triển nội tại Bi Network. Và nó đúng với cái nguyên tắc tập trung vào việc củng cố tổ chức và xây dựng nó, chứ không phải là đáp trả lại những cái lời nói từ những người khác. Còn ở nguyên tắc thứ hai đó là thực hiện với từ và nói không với từ hoặc. Thì những công ty mà có tầm nhìn
có những năng lực đặc biệt để quản lý hai thái cực trái ngược nhau. Ví dụ như những công ty thành công thì tìm cách thực hiện cực kỳ tốt trong ngắn hạn và rất tốt trong dài hạn. Những công ty này còn thực hiện sự liên kết giữa lợi nhuận và sứ mệnh ngoài lợi nhuận. Trong một bài diễn văn của mình thì Travis Barker đã chỉ rõ ra rằng HP phải được quản lý trước tiên là để đóng góp cho xã hội và nhiệm vụ chính là để thiết kế, phát triển và sản xuất thiết bị điện tử tốt nhất cho khoa học tiên tiến và lợi ích của loài người. Mặt khác, ông cũng làm rõ về lợi nhuận cho phép của HP theo đuổi những cái mục tiêu lớn hơn. Đó là lý do mà B-Network duy trì bản thân mình trong nhiều năm. Và bây giờ chúng ta ướm vào B-Network thì các bạn có thể thấy B-Network trong nhiều năm trời đã duy trì bản thân mình, không bán rẻ bất kỳ một đồng coin nào, cũng như thực hiện sứ mệnh nhân văn cho loài người và mong muốn được nhiều người biết đến lợi ích tuyệt vời của blockchain thông qua B-Network và giúp cho con người tiếp cận với tiền mã hóa một cách dễ dàng mà không cần nhiều chi phí hoặc kiến thức về IT. Và sứ mệnh của Bi không phải như nhiều đồng coin là lên sàn để tạo ra lợi nhuận cho nhà phát triển, mà là đóng góp nhiều hơn cho xã hội để phát triển và thiết kế ra những đồng coin tốt nhất mang lại lợi ích cho loài người. Đó chính là cái lý do mà B-Network rất phù hợp với nguyên tắc thứ hai được nêu ra trong cuốn sách xây dựng để trường tồn này. Khi Bi không chỉ là dự án coin thuần về lợi nhuận, Bi cũng có những cái sứ mệnh và tầm nhìn vượt ra cả lợi nhuận nữa. Tiếp theo là đến nguyên tắc thứ ba là những công ty trường tồn vượt qua cả lợi nhuận. Trong khi những công ty trường tồn theo đuổi việc tạo ra lợi nhuận, đây là một trong số các mục tiêu và không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Những công ty trường tồn được định hướng bởi tư tưởng cốt lõi, giá trị cốt lõi và sự thấm nhuần mục đích, sứ mệnh ngoài cái việc tạo ra lợi nhuận. Và trớ trêu thay, bằng cách này họ lại tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn những công ty chỉ đơn thuần là chạy theo lợi nhuận. Ví dụ như là vào năm 1953, rất lâu trước khi bản tuyên ngôn về giá trị trở thành xu hướng của các tập đoàn, Mark II đã nói là chúng ta là những nhân viên của một ngành được truyền cảm hứng thực sự từ lý tưởng của sự phát triển của ngành dịch vụ y tế và dịch vụ cho loài người. Và 56 năm sau, vào năm 1991, giám đốc điều hành Vergelos đã nói: trên hết, tất cả chúng ta hãy nhớ rằng thành công của việc kinh doanh của chúng ta đồng nghĩa với việc chiến thắng trước bệnh tật và giúp đỡ loài người. Và không có gì là ngạc nhiên khi Med ngày nay trở thành công ty dược phẩm Mỹ lớn nhất ở Nhật Bản, và ngay sau Thế chiến thứ hai thì Med đã đem thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng đến Nhật Bản để loại trừ những loại bệnh nhiễm khuẩn đang cướp đi mạng sống của hàng ngàn người Nhật lúc bấy giờ. Và Med cũng đã không kiếm được đồng nào từ việc này. Và điều này ướm vào B-Network thì nó giải thích cho lý do Bi không đặt lợi nhuận lên hàng đầu như nhiều đồng coin khác mà mình vừa nói lúc nãy. Bi không ICO, không kêu gọi vốn cộng đồng, không bán Bi để thu lợi nhuận và không thu bất kỳ một khoản phí nào, và khai thác hoàn toàn miễn phí. Mặc dù nhiều người nói đây là một cách làm dễ dàng, nhưng các bạn có thể nhận ra được trong chia sẻ của tiến sĩ Nicholas đối với đài truyền hình Mỹ cách đây không lâu, thì tiến sĩ Nicholas và tiến sĩ Sifan đã chia sẻ việc mà không ICO duy trì B-Network hoàn toàn miễn phí cũng là một thách thức rất lớn và cũng là một trong những thành tựu đáng nói mà đội ngũ đã đạt được khi duy trì B-Network trong một cái trạng thái hoàn toàn miễn phí và chia sẻ nguồn tài nguyên là Bitcoin cho toàn bộ loài người trên thế giới một cách miễn phí mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp nhận được. Và đây chính là việc mà vượt qua cả những cái lợi nhuận. Và đến nguyên tắc thứ tư là những công ty trường tồn thì nói đi đôi với làm. Những công ty trường tồn thì họ sẽ quan sát những điều sau khi truyền bá trong các công ty về tư tưởng cốt lõi của họ. Ví dụ như là thông thường thì tán thành và tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng cốt lõi. Những công ty mà có tầm nhìn làm cho lý tưởng lan tỏa trong toàn công ty thông qua việc truyền bá, tạo ra văn hóa xung quanh những cái lý tưởng và tìm kiếm sự thống nhất với các mục tiêu, chiến lược và cấu trúc tổ chức trong các ban ngành xung quanh lý tưởng chủ đạo. Và ứng với B-Network thì để truyền tải tầm nhìn của B, tạo ra văn hóa cộng đồng Pioneer và đồng nhất về mục tiêu và tầm nhìn này, thì B-Network rất thông minh khi tạo ra những cái cộng đồng chat, gần như đó là một trong những cộng đồng chat đầu tiên của các đồng coin dành cho những người dùng có thể tương tác và chia sẻ suy nghĩ với nhau, cũng như để giúp cho đội ngũ dễ dàng tiếp cận với người dùng thông qua những kênh chat này để chia sẻ tầm nhìn, lý tưởng cũng như mục tiêu, cũng như những phát ngôn của tiến sĩ Nicholas trong những phần chat này. Và bạn có thể thấy mỗi phần chat đều có những cái mục mode FAQ để có thể chia sẻ những hướng dẫn cũng như những suy nghĩ của các mode hoặc là của đội ngũ Bitcoin Team lên đó để giúp cho tiếp cận với nhiều người dùng hơn. Và điều này chính là việc tiếp cận giúp truyền bá và lan tỏa cho mỗi người Pioneer biết được những lý tưởng cũng như là mục tiêu của B-Network, từ đó thống nhất một cái mục tiêu và tầm nhìn chung. Bởi vì việc mà thống nhất được tầm nhìn rất quan trọng như trong nguyên tắc thứ tư. Và nguyên tắc thứ năm đó chính là giữ gìn lý tưởng chủ đạo trong quá trình phát triển.
Và bởi vì những công ty trường tồn thì sẵn sàng để thay đổi mọi thứ, chỉ ngoại trừ lý tưởng cốt lõi của nó. Hay ở đây chúng ta nói với BNX Network là tầm nhìn và sứ mệnh. Điều tuyệt vời của những công ty trường tồn là lý thuyết cơ bản của nó trong kinh doanh. Họ phát triển một mục tiêu lớn, rõ nét, táo bạo mà hầu như không cần phải giải thích. Và họ tạo những văn hóa sùng bái. Bởi vì những công ty trường tồn không có những khoản lưng chừng, chỉ có những người hợp với tư tưởng cốt lõi của công ty, nhận thấy công ty là nơi tuyệt vời để làm việc thì họ mới vào để làm, còn không thì họ sẽ bị loại bỏ. Và bạn có thể thấy là ứng với B Network thì mục tiêu của B rất khác biệt, vô cùng to lớn. Và rõ ràng là so với những đồng coin khác trên thị trường thì B mong muốn trở thành đồng tiền mã hóa phổ biến nhất trên thế giới. Mà một cái tầm nhìn to lớn như vậy thì dù cho bị bất kỳ những đả kích từ bên ngoài thì B Network chưa bao giờ giải thích bất kỳ một lời nào, vậy thì chỉ tập trung và phát triển. Còn việc tạo ra văn hóa sùng bái, chúng ta có thể thấy lượng fan của B Network đông đến như thế nào khi trong một thông báo chưa chính thức gần đây thì B Network là một đồng coin duy nhất chưa list sàn nhưng nằm trong top 10 những đồng coin có lượng người follow trên Twitter lớn nhất trên thế giới. Và điều đó cho thấy được sức lan tỏa cũng như là cộng đồng fan mạnh mẽ từ B Network là như thế nào. Và đến nguyên tắc thứ 6, đó là nhận ra việc trở thành một công ty trường tồn là một quy trình không bao giờ kết thúc. Và chúng ta có thể nhìn thấy được ở B Network cũng như ở những chia sẻ của tiến sĩ Nicholas và đội ngũ Bicotin khi luôn nói rằng B Network chỉ mới là bắt đầu và tầm nhìn của B là trường tồn. Chỉ có B ngày càng trở nên phổ biến, chứ B Network sẽ không có những điểm kết thúc cho một sự thành công nào cả. B cũng đã không quan trọng việc lên sàn, mà quan trọng là việc mainnet có thành công hay không. Miễn là càng nhiều người biết đến thì B sẽ càng thành công. Không có một đích đến cụ thể nào cho B Network, vì nhận ra trở thành một công ty trường tồn là một quy trình không bao giờ kết thúc. Và B Network cũng quan niệm theo tư tưởng này. Và nguyên tắc cuối cùng của một công ty trường tồn đó chính là việc xây dựng tầm nhìn. Những công ty trường tồn xây dựng tầm nhìn của họ dựa trên những tư tưởng chủ đạo vào một tầm nhìn tương lai. Để giữ gìn tầm nhìn đồng nghĩa với việc là những cái tổ chức này họ phải tạo được sự thống nhất trong tổ chức cũng như là chiến lược để giữ gìn tư tưởng cốt lõi và thúc đẩy sự phát triển hướng đến tương lai được dự báo. Và nhìn nhận về B Network thì đó là lý do mà tại sao mà Bicotin luôn thực hiện từng bước, từng kế hoạch, từng chiến lược được lên một cách tỉ mỉ để đạt được những tầm nhìn được viết rõ trong sách trắng. Họ không chạy theo ICO, không chạy theo truyền thông để quảng bá B. Và các bạn nên nhớ, B Network chưa bao giờ truyền thông về B Network. Và việc truyền thông từ B Network là từ những bài báo bên ngoài hoặc là từ các banner. Còn chính đội ngũ Bicotin và B Network chưa bao giờ truyền thông về B, mà chỉ tập trung vào hệ sinh thái để phát triển B trở nên tốt nhất trong thị trường mà phần lớn nó đang bị phụ thuộc vào Bitcoin. Và đó là 7 nguyên tắc trên được ứng với B Network. Và qua tất cả 7 nguyên tắc trên thì nguyên tắc nào nó cũng chứa đựng những cái tầm nhìn và cách thức mà Bicotin đang làm với B Network. Từ việc tạo nên một công ty trường tồn theo thời gian như trong sách thì bạn sẽ thấy dễ hiểu khi mà B Network đến giờ luôn kiên định với tầm nhìn, thực hiện từng bước một cách chắc chắn và không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, cũng như không kêu gọi ICO và không sao nhãn và bị tác động bởi những lời nói từ những người bên ngoài. Và từ đó chúng ta có thể hiểu được B Network mong muốn mình trở thành một đồng coin trường tồn, phổ biến và nhân văn. Và tất cả những lý do đó hợp lý cho những gì mà đội ngũ Bicotin đang cố gắng để tạo nên một B Network thật khác biệt so với phần còn lại của thế giới crypto. Và từ việc đọc cuốn sách xây dựng trường tồn và mình cũng đã thử ứng 7 cái nguyên tắc trên đối với B, liệu nó có phù hợp với những gì mà B Network đang làm hay không, thì thật bất ngờ thì tất cả những 7 điều trên nó đều dính dáng liên quan đến những hành động, sứ mệnh, kế hoạch mà B Network đang thực hiện. Và đó chính là một trong những cái niềm tin vững chắc để các bạn có thể tự tin vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp của B Network. Và bạn có đồng tình với ý kiến của mình hay không thì hãy để lại bình luận cho mình biết bên dưới nha. Còn bây giờ cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.